Ra tới đường Bình Hưng, Long Bình hay sao? Xin chào anh chị và cô chú đến với kênh Khám Phá Vùng Quê. Bữa nay em có mặt tại đường Hưng Hòa, Long Bình, đường nhựa nha, đường cặp kênh này. Thì anh chị và cô chú đi hết con đường này á là ra tới đường tỉnh lộ 81 về thị trấn Vĩnh Bình. Bữa nay em sẽ giới thiệu đến anh chị mình con đường này nha. Sẵn có chuyến đi ngang đây, em giới thiệu con đường này cho anh chị mình xem luôn. Bây giờ bắt đầu mình men theo con đường nông thôn này mình đi tham quan nha. Rồi, bây giờ bắt đầu mình đi. Cảnh quan hai bên rất là đẹp. Ở đây chủ yếu là người dân người ta làm ruộng, người ta trồng cây, chăn nuôi thôi. Con chú ở ông mở cái quầy bán vé số ở mé đường nè. Ở đây có quán nước nữa. Cho mấy người đi làm đồng rồi người ta uống đó anh chị. Ở đây có mấy cái cổng như thế này là để ngăn ngừa ăn trộm nè. Có ăn trộm cái người ta kéo cái cổng ra cái khỏi cho ăn trộm chạy luôn. Đây là ngay cái cống. Chỗ này là để có lẽ chỗ cung cấp nước ra. Trạm bơm điện kênh chính chính Lùng, xã Long Vĩnh. Trạm bơm nè là trạm bơm nước. Đây là có một con đường nông thôn để vô trong nông thôn, vô trong làng trong xóm người ta đó. Tới ngã ba này thì anh chị có thể chạy theo men theo con kênh này. Cầu rạch lớn. Qua cầu nha, qua cầu mình chạy. Chạy lên đây. Mình bây giờ mình quẹo vô con đường này đi cho nó mát nha. Đường Tây Kênh 12 nè, giờ mình sẽ quẹo vô đường Tây Kênh 12 này tham quan bà con trong đây sống sao nha. Ở ngay cầu, ngay cầu người ta để mấy cái bàn, cái ghế để ngồi đổ nước trà. Vô đây mát anh chị. Đây có nhà lầu nữa nè. Trồng mai trước cửa quá trời quá đất luôn. Trồng mít nè, mấy đường trồng mít. Ở đây mấy sông người ta tận dụng, người ta trồng cây trái quá trời luôn. Cây dừa, cây mít, ổi mặn đồ. Không giống như ở dưới Gò Công Đông. Gò Công Đông người ta cũng tận dụng nhưng mà người ta trồng cỏ nhiều. Cái vùng Gò Công Tây này anh chị lên là cảm thấy không khí nó mát liền luôn. Đi hai bên đường nó là bóng cây á, rất là mát. Chạy tới đâu mà mát dịu tới đó. Người ta tận dụng mấy sông nè anh chị thấy không? Ta làm nè. Để ta ngồi ta uống nước đó. Chỗ đó ngồi coi câu cá là
rất là tuyệt vời rồi. Em thích ở nhà đối diện cặp mép sông vậy nè, không khí nó bốc cái hơi lên nó mát lắm. Nhà cửa ở đây tương đối cũng ổn. Ở dưới đường người ta để cự ly 300m, 500m làm gì không biết luôn. Phía trước có cây cầu bắc qua sông nối liền hai bên. Ngày xưa thì không có cầu, người ta đi bằng chiếc xuồng, mỗi lần đi qua sông phải đi bằng chiếc xuồng. Bây giờ có cầu rồi, có cầu rồi người ta đi bằng cầu. Đường xá nông thôn đây cũng rất là nhiều, chạy biết bao giờ mới hết đường ở khu vực trong đây. Hang cùng ngõ hẹp nào cũng có đường xá để mình tham quan hết á. Bản chỉ dẫn phía trước có ngã ba, mình có thể quẹo vô con đường này. Mình có thể quẹo vô con đường này. Đường này thì mình chạy thử đường này đi. Đường này cũng rất là đẹp. Nhà cao cổng kính, nhà san sát với nhau. Vùng nông thôn này người ta ở theo nhóm, giống như khu vực này có một nhóm rất là đông, rồi xong tới thưa tới chỗ khác có một nhóm nữa. Em chạy đạn lát có gì lạc đường luôn đó anh chị. Em đường này em mới vô lần đầu thôi. Đây có con đường đi đâu nữa nè. Tiếp tục. Điểm này thì chạy về thành phố là cỡ 60-65 cây số nha. Ở trong đây là mát rồi, trong đây khỏi chê. Đường xá trong đây rất là nhiều. Có nhiều người dân địa phương ở khu vực này còn đường xá người ta chưa rành hết, ta chưa đi hết luôn. Bây giờ đường này quẹo ra ngoài, ta trồng dừa cặp mé đường nè, bông hoa đồ rất là đẹp. Đây có tiệm hớt tóc nữa, tiệm hớt tóc Trung Kiên. Vùng quê mình cũng có thể kiếm tiền nha, hớt tóc tại nhà luôn. Ở đây là trụ sở văn hóa nè. Bên đây là một cánh đồng ruộng, người ta trồng bông hai bên đường, rất là đẹp. Thank you.
phía trước là ra tới đường nhựa rồi, hình như là ra tới đường Bình Hưng, Long Bình hay sao á, chắc vậy rồi, ra đường này rồi anh chị. Ngay cái cống nè, em chạy ra đường lớn, em quay cho anh chị mình coi. Ở đây tuy rằng sát khu đô thị nhưng mà người ta cũng còn làm chăn nuôi rồi làm đồng rất là nhiều nha. À, khu vực đây nhà cửa rất là đông rồi, trồng bông hoa rất là đẹp. Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ở đây nhiều đường quá anh chị và cô chú. À, tới ngã tư này nè, mình sẽ đi men theo đường này đi. Máy cài đang đang cái lúa nè anh chị. Ở bên đây là chuẩn bị gặt lúa rồi. Ở đây người ta xây nhà lầu nè, rồi người ta ở thì người ta tận dụng ở trên, người ta làm nhà yến luôn.
Đây có bán hủ tiếu nè, xung quanh đồ mã bò đồ cũng rất là nhiều. Chú Thu Y rồi thì tới phía trước là tới đường tỉnh lộ rồi đó anh chị, đường tỉnh lộ 871 hướng vẹo bên trái thì đi chợ kênh 14, bên phải lên thị trấn Vĩnh Bình. Rồi tới đây em xin chào và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.